túi nhắm sần PE, túi cạnh chân trong, hai túi trà. Máy hút chân không Shiny HTG W230. Phiên bản nhiều chế độ, sử dụng đa năng cho gia đình. Tích hợp đường hàn miệng túi lên đến 30cm, đáp ứng đa dạng kích thước túi to nhỏ khác nhau, tiện lợi hơn khi đóng gói chân không thực phẩm. Hút chân không hàn miệng túi hoàn toàn tự động sau một lần bấm nút. Có thể áp dụng hút túi trà có cạnh dễ dàng hơn. Hai chế độ hút khô và ướt đều được tích hợp trong máy. Đảm bảo độ chân không trừ 60 kPa dính chắc chắn sau khi hút. Hút đồ ướt với chế độ hàn lâu hơn, đảm bảo mối hàn kín kẽ hơn cho người dùng. Có thể hút nhiều túi nhỏ cùng một lúc. Hoạt động liên tục với cảm biến tích hợp sẵn bên trong máy. Chế độ hàn túi độc lập sử dụng được với nhiều loại túi khác nhau, tiện lợi hơn với các đồ ăn thừa không sử dụng đến. Có thể kiểm soát được hút với phim bấm đơn giản, bảo quản chân không thực vật dễ nát đơn giản hơn.